Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này giới thiệu cho bạn tham gia một trình hay góp nhận 5 triệu tục cần có kiểu là Shika Inu các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mở tôi ra bấm start để chat chatbot nữa. Thì con chương trình hay góp này nó sẽ bóng vó vào ngày 15 tháng 7 các bạn. Các bạn bấm join hay góp nữa các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh góp kênh trailer nữa các bạn. Không trên nguồn hay góp ta nữa. Rồi bạn mà đập lên các bạn. Tiếp tục con join tiếp kênh trailer nữa. Tôi cần làm official nữa. Tiếp tục các bạn follow Twitter, like và report tăng 3 người bạn các bạn trên Twitter bạn theo dõi nữa. Rồi bạn like nè, các bạn chỉnh trang cho tweet nè. Các bạn tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Rồi bạn bấm tweet lên nè. Rồi bạn bấm đáp lên nè. Tiếp tục các bạn join, tiếp tục cùng follow minimum nè. Trên minimum thì bạn follow nữa các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên các bạn. Tiếp tục các bạn join tiếp kênh seller nó có dán nè. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục các bạn follow Twitter rồi ghi Weibo lên nè. Rồi các bạn lướt xuống các bạn tìm cái bài Shika Inu. Nếu các bạn tìm bài giá không có thì bạn mới đáp lại đi các bạn. Kêu like và tờ review. Review tục cần Shika mình gán mà sao không thấy ta. Giờ lại tìm lại các bạn. Nó không có bài viết của nó các bạn khỏi bỏ tờ review luôn mà. Bỏ nó register nè. Rồi what? What là chữ gì ta? Bạn lưu cấp trang anh ta. What là đồng hồ đeo tay các bạn chọn vào cấp trang các bạn. Rồi dòng đầu tiên các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn nha. Bên ai chúng vào nguồn Europe này chatbot khó khăn các bạn. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với bên bị sở mắt trên bet 20 như thế các bạn. Bạn sao chép lên. Rồi các bạn gửi chatbot nè. Mình rất là ghét cái nguồn Europe này. Tiếp tục các bạn gửi đường link tới Twitter của mình nha các bạn. Em nhấp vào bài gọi anh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Nhấp bài gọi anh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Các bạn sẽ chép liên kết như thế các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Bạn dán vào đây nè các bạn. Mình gửi cho bot nè bạn. Tiếp tục các bạn gửi làm cái link retweet nè. Bạn nhấp vào bao cảnh cùng, nhấp vào một sơ nè. Các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã tweet nè. Shika Inu nè các bạn. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nè các bạn. Rồi bạn bấm đáp lên nè. Rồi bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục các bạn bấm I help your net. Tiếp tục các bạn gỡ được đường link profile minimum của mình nha các bạn. Thì các bạn trở lên minimum mình nè. Ở phần các bạn nhấp vào ánh đen đen nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ánh avatar của mình nha các bạn. Rồi nhấp vào trang cá nhân của mình. Rồi các bạn bấm vào ba anh cùng nè. Các bạn sao chép trang web minimum nè. Đường link minimum mình nè. Rồi bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục các bạn bấm I help your net nè. Tiếp tục các bạn bấm I help your net nè. Rồi tiếp tục các bạn gì click link ghép mới chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tục cần nha các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 5 triệu tục cần Shika Inu đến đây kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.